Biên tập viên Nga Vũ, chương trình bình luận quốc tế. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình để xem về nội dung chủ đề bình luận của chúng tôi. Trên cương vị là người đứng đầu Liên bang Nga, Tổng thống Putin đã có 5 lần sang thăm Việt Nam. Lần đầu tiên vào năm 2001. Đây là hình ảnh đông đảo người dân Hà Nội cố gắng tiếp cận ông Putin để bắt tay khi nhà lãnh đạo Nga rời khỏi Văn Miếu. Lần thứ hai Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam. Trên hình, ông trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam chuẩn bị chụp ảnh tại APEC Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2006. Sau đó 7 năm, vào năm 2013, ông Putin thăm Việt Nam lần thứ 3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Còn đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 4 của ông Putin trong khuôn khổ hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, một phần của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ngày 11 tháng 11 năm 2017. Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. Chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào và tại sao Tổng thống Nga Putin lại chọn Việt Nam là điểm đến? Hãy cùng chúng tôi bàn luận trong chương trình ngày hôm nay cùng với một vị chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm rất đặc biệt. Ngày 30 tháng 1 năm 1950, Liên Xô trở thành một trong những quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ của Liên Xô đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Trên thực tế, tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc đã được đặt nền móng từ 3 thập kỷ trước đó, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, năm 1923, lần đầu đặt chân đến nước Nga Xô Viết để tìm đường giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân phong kiến. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, Việt Nam và Liên Xô đã triển khai các mối hợp tác song phương, trước hết bằng việc ký kết một số hiệp định, hiệp nghị, hiệp ước hợp tác. Tháng 7 năm 1955, sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Liên Xô và gặt hái kết quả thiết thực trên nhiều phương diện. Ngày 18 tháng 7 năm 1955, phát biểu tại sân bay trước khi rời Moscow, người nói bằng tiếng Nga: "Chúng tôi trở về Tổ quốc đem theo tình thân yêu và tình hữu nghị anh em của nhân dân Liên Xô. Tuy Việt Nam và Liên Xô cách xa nhau hàng ngàn dặm, nhưng trái tim chúng ta luôn luôn ở bên nhau và đập chung một nhịp." Về phía Liên Xô, tháng 1 năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexei Kosygin thăm chính thức Việt Nam, góp phần thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác gần gũi giữa hai nước. Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô. Sự ủng hộ giúp đỡ toàn diện, to lớn và quý báu đó trong nhiều thập niên là một nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Ngược lại, nhân dân Nga cũng chưa bao giờ quên những người con ưu tú của Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ thủ đô Moscow khỏi phát xít Đức trong giai đoạn Thế chiến thứ hai ác liệt. Sau khi Liên Xô tan rã, các mặt hợp tác giữa Việt Nam Liên bang Nga, quốc gia kế thừa Liên Xô tiếp tục được kế thừa. Xin chào chuyên gia Lê Văn Cương. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa chuyên gia, trước khi đi vào bàn luận sâu hơn về chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam, thì ông có thể nói rõ hơn về mối quan hệ giữa Liên bang Nga với Việt Nam từ sau năm 1991 không thưa ông? Cái nền của quan hệ Việt Nam với Liên bang Nga nó xuất phát từ 1920. Khi Hồ Chí Minh lúc ấy là Nguyễn Ái Quốc, tự nguyện gia nhập cái Đảng Cộng sản Pháp. Cái năm 1920 là Hồ Chí Minh để tiếp cận cái tác phẩm nổi tiếng của Lenin là Vấn đề Dân tộc Thuộc Địa. Và trong phòng riêng ở Paris, người đã thốt lên rằng dân tộc của chúng ta, con đường chúng ta đi đây rồi. Thì con đường xuyên suốt từ năm 1920 đến bây giờ. Cho dù lịch sử của Thăng Trầm, thế giới có đổi thay. Thì còn sau khi Liên Xô tan rã, cái giai đoạn gần 10 năm, năm 91, năm 99, cái thời Nguyễn Xin ấy, cái quan hệ Việt Nam với Liên bang Nga lúc ấy là tương đối gián đoạn. Cái Liên bang Nga vào những năm 90 của thế kỷ trước
rơi vào cuộc đại khủng hoảng kinh tế. Dưới thời Ensin vào năm 95, 96, 97, 33% người Nga sống dưới mức nghèo khổ. Một cái nền quân đội Nga hùng mạnh thế, Hồng quân Hải quân của Nga dưới thời Ensin có 1.400.000 quân, nhưng mà tổng kinh phí quốc phòng chỉ có 10 tỷ đô la thôi ạ. Trên lãnh thổ Liên bang Nga vào năm 95, 97, 98, 3 triệu tổ chức tội phạm hoạt động dưới dạng mafia. Trước cái lúc ấy có thể nói chính quyền Nga dưới thời Ensin họ tập trung vào về đối ngoại hướng phương Tây, đối nội xử lý những cái sai lầm trong chính sách kinh tế và khắc phục cái hậu quả khó khăn. Trên vấn đề quan hệ đến nước ngoài Việt Nam ta thì ở vị trí thấp. Thập niên 90 có thể kể được là cái quan hệ tương đối trầm lặng, không có vấn đề gì đặc biệt cả. Như thế Ensin, Ensin được như thế Putin vào 12 giờ trưa ngày 31/12/1999, thời khắc lịch sử của nước Nga, tại Điện Kremlin, Tổng thống Ensin đã trao quyền cho Putin. Cái sự kiện đồng trời đấy, làm 150 triệu người Nga bất ngờ. Cái ngôi sao sáng nhất của nước Nga lúc ấy phải Putin. Putin chỉ là cục trưởng cục an ninh bảo vệ Điện Kremlin thôi ạ. Ngôi sao sáng nhất cái bầu trời nước Nga vào năm 1998-99 là Brigamov, lừng lẫy, là thủ tướng đó đấy ạ. Con người này có trình độ trí tuệ và bản lĩnh và cũng có tấm sáng. Nhưng mà không bất ngờ là Ensin lại trao quyền ông chủ Điện Kremlin cho Putin vào cái buổi trưa ngày 31/12/1999. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái công lao để đời của Ensin. Nếu như ông ta là có một khi thất bại nó phản ảnh được Nga, thì ông ta cũng để lại cho đời sau, cho dân tộc Nga quyết định mang tính bước ngoặt lịch sử, giao quyền lời cho Putin, giao chủ điện cho Putin và dưới tay Putin từ năm 2000 đến bây giờ. Chính sách đối nội đối ngoại Putin hoàn toàn khác. Putin vực dậy nước Nga từ đống đổ nát của người tiền nhiệm, với đối ngoại mở cửa bốn phương. Tất nhiên cái giai đoạn đầu, cái thập niên đầu tiên của thế kỷ 1 này thì Putin vẫn hướng vào Mỹ và châu Âu phải nói, nhưng mà ông ta cũng đã mở ra một cánh cửa cho phía đông châu Á, Thái Bình Dương và duy trì quan hệ Việt Nam và các nước khác. Tôi cho cái trí tuệ siêu phàm ở mức độ nào đấy, Putin đã tiên lường được trước những thách thức của nước Nga trước mắt lâu dài mà hướng về châu Á, Thái Bình Dương. Ngoài Trung Quốc thì ASEAN là một cái cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng, mà trong cộng đồng đấy thì Việt Nam có vai trò quan trọng. Nhưng vì thế dưới thời Ensin, đặc biệt từ năm 2010 bây giờ, thì quan hệ Việt Nam với Nga phát triển càng ngày càng sâu sắc, đỉnh cao là xây dựng cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam với Nga, cởi mở trên nền tảng tin cậy lẫn nhau, cái quan hệ quốc tế vì trên lòng tin. Thì tôi cho rằng là quan hệ Việt Nam với Nga dưới thời Ensin, Putin tạo được lòng tin, tin cậy về chính trị, vì thế có cái nhận thức chung về thế giới, những thách thức, những cơ hội đối với Nga và Việt Nam, những vấn đề Việt Nam và Nga có khả năng có điều kiện hợp tác để bảo vệ lợi ích của mình. Tôi cho nhận thức của Putin nó gắn chặt với cái phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam với Nga trong suốt thời kỳ từ năm 2000 bây giờ, đặc biệt là cái thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này, có thể nói như vậy. Vậy thì ông có cho rằng động thái mà Tổng thống Putin tới thăm Việt Nam vào lúc này là một lời tuyên bố rằng cái việc mà phương Tây đang muốn cô lập Moscow nó vô tác dụng? Chúng ta phải bắt đầu từ vai trò vị trí của nước Nga hiện nay.
trong mối quan hệ với Nga, với Hoa Kỳ, Nga với châu Âu, Nga với thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine, trong bối cảnh từ ngày 24 tháng 2 năm 22 đến bây giờ, Mỹ và các đồng minh phương Tây của Mỹ đã áp đặt trên 17.500 lệnh trừng phạt đối với nước Nga. 4.000 cá nhân và thể nhân của Nga bị áp lệnh trừng phạt. Chưa bao giờ lịch sử văn minh nhân loại, chưa bao giờ có một quốc gia bị cộng đồng 4 nước quốc gia trừng phạt nặng nề như vậy cả. Trong bối cảnh ấy, ông Putin vẫn sang Trung Đông đến các tiểu vương quốc thống nhất, sang Trung Á, sang Việt Nam. Những cái sự kiện này chắc chắn được Tổng thống Putin tính toán rất cẩn thận, dựa trên lợi ích trên nhiều phương diện. Lợi ích về ngoại giao là một cái thông điệp quảng bá bên thế giới rằng là như, ngay trong chiến tranh, nước sôi lửa bỏng như vậy, ông chủ điện mới vần đường quang đi ra ngoài. Ở châu Âu khó khăn hơn châu Á. Cái thông điệp ngoại giao chứng tỏ rằng nước Nga vẫn tồn tại vững vàng dưới sự dồn dập 17.500 trừng phạt của Hoa Kỳ, không có chuyện gì cả. Ông chủ điện Kremlin vẫn đi ra bình thường. Tôi cho cái thông điệp ngoại giao này quan trọng lắm. Thông qua chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Putin muốn nhắn gửi đến cộng đồng châu Á Thái Bình Dương, Nga vẫn là một điểm đến. Nga vẫn là một thị trường hấp dẫn. Không chỉ về vũ khí, không chỉ về an ninh, về năng lượng và nguyên liệu. Theo một tài liệu của Mỹ công bố cái đây 9 tháng, trên cái lãnh thổ 17 triệu cái số vuông của Nga, Nga đang sở hữu 47% tài sản của thế giới đấy ạ. À. Tôi cho cái ý nghĩa chuyến đi này trên phương diện ngoại giao, trên phương diện chính trị, nó nặng hơn là những vấn đề khác mà dư luận phương Tây nghĩ. Thật ra thì phương Tây và dư luận người ta cũng nói nhiều, hợp tác an ninh giữa Nga với Việt Nam, hợp tác kinh tế Việt Nam, thì cái điều này có, nhưng tôi cho không có gì ghê gớm cả. Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với Liên bang Nga ở trong kỳ Á Âu thôi ạ, mức độ cũng vừa phải, tỷ trọng thấp. Cái quan hệ về quốc phòng an ninh của Việt Nam với Nga duy trì bền bỉ thủy chung, nhưng nói cho cùng, khách quan mà nói, cái tác động Việt Nam đối với cái việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không có bao nhiêu. Có bao nhiêu? Nga không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine. Việt Nam cung cấp vũ khí Nga được. Trên phương Tây người ta nghĩ nhiều chuyện này chuyện kia, nhưng tôi cho rằng về khách quan mà nói, chuyện đi ấy mang đầm cái lợi ích chính trị về ngoại giao. Những năm qua, Việt Nam và Liên bang Nga phát triển quan hệ trên nhiều kênh, từ kênh đảng, chính phủ, quốc hội đến hợp tác giữa các địa phương và ngoại giao nhân dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước thường xuyên bàn thảo nhiều vấn đề chính trị, an ninh quốc tế mà hai bên cùng quan tâm thông qua các cuộc gặp chính thức tại mỗi nước và bên lề các hội nghị, diễn đàn quốc tế, tạo sự đồng thuận cao trong nhiều vấn đề quốc tế. Tại buổi thông tin về tình hình Liên bang Nga mới đây, đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Besenko khẳng định, Nga ưu tiên thúc đẩy hợp tác với ASEAN, trong đó luôn coi trọng và mong muốn củng cố mối quan hệ hữu nghị bền chặt với Việt Nam, một trong những đối tác then chốt của Nga tại Đông Nam Á. Nhờ lực đẩy của tin cậy chính trị cao, hai bên đã tích cực cải thiện hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự rất được coi trọng. Hợp tác năng lượng tiếp tục hiệu quả, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách hai nước, hiện là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với cả Việt Nam và Liên bang Nga. Đáng chú ý, hợp tác dầu khí Việt-Nga đã có sự phát triển mang tính đột phá về quy mô và lĩnh vực, địa bàn hoạt động. Vâng, thưa ông, như chúng ta đã biết thì trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam thì hai bên đã thống nhất và tuyên bố chung về một số vấn đề quan trọng về chính trị, kinh tế, thương mại, năng lượng và văn hóa. Vậy thì ông có nhận định thế nào về những tuyên bố chung này và những cơ hội mới nào sẽ mở ra cho Việt Nam? Cái tuyên bố chung, tôi cho cái quan trọng nhất lần này nằm ở phần đầu. Việt Nam và Nga thống nhất nhận định cái bước chuyển của thế giới
cả Liên bang Nga và Việt Nam và cả thế giới đang trong một trạng thái chuyển dần từ đơn cực sang đa cực. Cái bước chuyển của văn minh nhân loại, và tôi cho đấy là quan trọng. Quá trình làm việc của Tổng thống Putin và lãnh đạo cao cấp Việt Nam đó, thì tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế. Bởi vì rất nhiều hàng hóa của chúng ta đáp ứng nhu cầu của Liên bang Nga trong điều kiện chiến tranh hiện nay, nhất là lương thực thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng. Ngược lại, Nga vẫn là một quốc gia hàng đầu thế giới về cung cấp năng lượng, về phân bón, về những nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho kinh tế Việt Nam. Thì lần này Tổng thống Putin và lãnh đạo Việt Nam đã ký tuyên bố chung và có rất nhiều cái bản ghi nhớ về hiệp định kèm theo cụ thể hợp tác kinh tế. Một cái điểm nhấn thứ ba lần này tôi cho hết sức quan trọng, đấy là hợp tác về văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực. Chúng ta đã có hơn 30-40 ngàn người học ở Liên Xô và Nga. Những con người này trở thành những trụ cột trong bộ máy đảng nhà nước hiện nay. Nói gì thì nói, Nga vẫn là một quốc gia, là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tốt hàng đầu thế giới. Lần này, trong chuyến thăm của Tổng thống Putin Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy mở rộng. Tôi cho đây là cơ hội. Ngoài ra thì Việt Nam với Nga còn hợp tác với nhau trên diễn đàn quốc tế, song phương, đa phương, khu vực, tạo ra một cái dấu ấn thúc đẩy cái xu thế hòa bình hợp tác của thế giới, khắc phục những khó khăn của quá trình cái khúc quanh của thế giới hiện nay. Cái khúc quanh thế giới hiện nay tức là cái toàn cầu hóa đang bị chứng lại. Khúc quanh của thế giới hiện nay tức là cái chuỗi cung ứng toàn cầu bị chứng lại. Khúc quanh của thế giới hiện nay tức là chủ nghĩa dân túy phát triển. Những thách thức này mang tính toàn cầu bên cạnh cái biến đổi khí hậu. Thì tôi cho cái chuyến đi này thành công, tạo một dấu ấn mới cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam với Liên bang Nga. Tôi nói như vậy. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Và thưa chuyên gia, thưa quý vị khán giả, tôi xin phép được mời vị khách mời online của chúng ta là nhà báo Lập Nguyễn sẽ cùng trao đổi một vài ý kiến của ông ạ. Xin chào nhà báo Lập Nguyễn. Thưa ông, qua chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam lần này thì hai nước đã thống nhất về một số vấn đề then chốt mang ý nghĩa chiến lược toàn diện. Vậy ông có nhận định thế nào với những chiến lược này? Và theo ông, lĩnh vực nào sẽ mang lại hiệu quả lớn, có tác động tích cực tới cả hai nước thưa ông? Dù Việt Nam và Nga hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nên những vấn đề mà hai nước thỏa thuận chắc chắn cũng mang ý nghĩa chiến lược đối với cả hai bên. Do vậy, Tổng thống Putin tới thăm Việt Nam là sau khi thăm Triều Tiên, nên có thể dễ dàng nhận thấy có một số điểm khác biệt ở đây. Trong khi chuyến thăm của ông tới Bắc Triều Tiên tập trung duy nhất vào các vấn đề quân sự, làm sống lại một thỏa thuận quân sự trước đó, thì chuyến thăm Việt Nam diễn ra có phần nhẹ nhàng và hài hòa hơn. Mặc dù Việt Nam và Nga có mối quan hệ quân sự mạnh mẽ, tuy nhiên Việt Nam cũng dành ưu tiên cho quan hệ với Mỹ, và điều này dẫn đến cái cuộc thảo luận tại Hà Nội tập trung chủ yếu vào những đề mang ít mang tính khiêu khích hơn, ví dụ như thương mại, giáo dục, năng lượng, khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ hạt nhân. Tác động tích cực lớn nhất từ chuyến thăm này có lẽ là đối với ông Putin ấy, khi ông đã chứng tỏ được là mình không bị cô lập qua cái chuyến thăm Việt Nam này, rằng ông được các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng, đặc biệt là được Việt Nam, một quốc gia đang có vị thế nổi bật trên trường quốc tế, đón tiếp rất là nồng nhiệt. Chuyến thăm cũng giúp Tổng thống Putin có cơ hội để có thể đưa ra tuyên bố công khai hiếm hoi mà thế giới rất mong đợi. Và những ông phát biểu của ông tại Hà Nội là tương đối trung lập và không gây tranh cãi. Chẳng hạn như ông nói là ông muốn xây dựng một cái cấu trúc an ninh đáng tin cậy tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, v.v. Đối với Việt Nam, ngoài những gì hai bên đạt được, thì chuyến thăm đem lại cho Việt Nam cơ hội thể hiện thế Việt Nam có thể cân bằng các mối quan hệ đa phương với các nước lớn trên theo đường hướng được mô tả là ngoại giao cây tre như thế nào. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Lâm Nguyễn. Thưa quý vị khán giả, quay trở lại với chương trình, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, chúng ta đều biết rằng Nga đã bị rút khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT vào năm 2022. Vậy thì trong việc khơi thông dòng chảy giao thương giữa hai nước có gặp nhiều khó khăn không thưa ông, khi mà công cụ thanh toán là một vấn đề rất quan trọng? Phải nói khách quan, cái chuyện Nga bị Mỹ phương Tây rút khỏi hệ thống thanh toán bằng đồng đô la SWIFT là khó khăn lớn cho Nga và cũng tạo ra khó khăn lớn cho Việt Nam. Cái điều phải nói khách quan là như vậy.
Nhưng trong khó khăn ấy thì cả Việt Nam với Nga, và không chỉ Việt Nam với Nga đâu ạ, hiện nay là có 60 quốc gia vẫn hợp tác kinh tế với Nga trên thế giới này. Cho dù 17.000 năm lệnh trừng phạt, vẫn 60 quốc gia hợp tác kinh tế với Nga, trong đó có Việt Nam. Thì ta, Việt Nam với Nga, chúng ta cũng đã tháo gỡ khó khăn này bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách cổ điển nhất tức là hàng đối hàng thôi ạ. Năm nay Việt Nam dự kiến chuyển sang Nga bao nhiêu, Nga có nhu cầu bao nhiêu, định giá thông qua đồng đô la, và Việt Nam nhận làm số hàng tương đương với số tiền đây. Đây là một cách mà là cổ xưa rồi, bây giờ buộc lòng phải thực hiện thôi ạ. Cái thứ hai, chúng ta có khả năng thanh toán qua một khâu trung gian thứ ba, nước thứ ba. Một điều nữa là thanh toán trực tiếp bằng đồng nội tệ, bằng đồng rút vào đồng tiền Việt Nam trên cái tỷ giá hội đoái với nhau. Chứ có thể nói là cái việc mà Nga bị loại khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ thì khó khăn. Nhưng cái điều này không có nghĩa là mọi con đường bị chặn lại hết. Vẫn có những cách để vượt qua được. Và Việt Nam với Nga là một trong những cái quốc gia đã vượt qua cái này để duy trì cái mối quan hệ kinh tế Việt-Nga. Mà không chỉ Việt Nam đâu ạ. Nga với Trung Quốc cũng vậy. Nga Brazil, Nga với Nam Phi, Nga với Ấn Độ cũng vậy thôi ạ. 60 quốc gia vẫn hợp tác kinh tế với Nga. Cho dù 17.500 lệnh trừng phạt tăng nữa thì vẫn đang có cách, trong khó khăn người ta tìm ra những cái lối thoát riêng của họ để giải quyết những cái bế tắc này. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của báo chí quốc tế trong những ngày qua. Al Jazeera dẫn lời một nhà nghiên cứu thuộc chương trình khu vực châu Á của nhóm khủng hoảng quốc tế đánh giá, Việt Nam đang định hướng chính sách đối ngoại của mình dựa trên những di sản lịch sử và lợi ích quốc gia, muốn thể hiện Việt Nam có thể tiếp đón các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga, và có thể làm bạn với bất kỳ ai. Đó là một nền ngoại giao đa chiều. Chuyên gia đánh giá, đỉnh cao của sự linh hoạt với thuật ngữ được gọi là ngoại giao cây tre, thể hiện ở việc Việt Nam đón cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm trong năm 2023. Al Jazeera viết, cây tre, loài cây có rất nhiều ở Việt Nam, có thể uốn cong khi cần mà không bị gãy, được dùng như một phép ẩn dụ cho chính sách đối ngoại của đất nước. Vâng, thưa ông, Việt Nam là một đất nước mà có quan hệ lịch sử chặt chẽ với Nga như ông vừa chia sẻ ở trên, và cũng là quốc gia hiếm hoi mà đã tiếp đón ba vị nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới, đó là Mỹ, Trung Quốc và Nga. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về vấn đề này? Chân kịp trong vòng chưa đến một năm mà Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam nâng cấp quan hệ, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Việt Nam tạo ra dấu ấn mới trong một mối quan hệ. Tổng thống Nga Putin sang Việt Nam, nói gì thì nói, không phải ta tự nhận mình đâu ạ. Ta phải có một cái gì đấy họ mới đến chứ ạ. Có thể nói là cả Hoa Kỳ, cả Trung Quốc và Liên bang Nga, Việt Nam là một năng động đang phát triển. Việt Nam là một ổn định về chính trị. Cái nền kinh tế nó phát triển. Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại. Có thể nói rằng là được cả ba cường quốc hàng đầu thế giới chấp nhận. Cái mẫu số chung của Việt Nam chúng ta là gì? Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chúng ta không chọn phe, chọn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc với Việt Nam. Công khai minh bạch. Vì thế cái việc nguyên thủ của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, của Việt, của Liên bang Nga đến Việt Nam, nó xác định cái vai trò vị thế uy tín của Việt Nam ở khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Chúng ta có quyền tự hào việc này. Cái là cái vô giá mà không thể đo đong đếm được. Vâng, thưa ông, vậy thì với tiềm năng của Việt Nam, thì trong những cái mặt điểm sáng, những lợi ích mà Việt Nam có được đối với mối quan hệ với ba nước lớn nói chung và Liên bang Nga nói riêng, thì Việt Nam nên chú ý đến điều gì nữa không ạ? Tôi cho rằng cái mảnh của Việt Nam hiện nay chính là cái ổn định chính trị xã hội. Nếu như muốn nói một cái gì về yếu, thực chất là kinh tế. Cái nền kinh tế Việt Nam có hai mặt yếu. Thứ nhất là quá phụ thuộc vào FDI. Cái nền công nghiệp trong nước, công nghiệp của người Việt Nam
Tôi nói là công nghiệp quốc doanh và tư nhân. Những ngành công nghiệp cơ bản chưa phát triển. Cái ấy là chúng ta chậm trễ. Của ta tại trên lãnh thổ Việt Nam là rời rạc về doanh nghiệp. Vì chúng ta không có những ngành công nghiệp cơ bản. 40 năm đổi mới nhưng mà ngành công nghiệp cơ bản chúng ta chưa đầu tư xây dựng bao nhiêu cả. Sắt thép cắt gọt có đâu ạ. Bán dẫn chip điện tử có đâu ạ. Vật liệu hóa chất có đâu ạ. Năng lượng chưa có. Trong Trung Quốc khó làm cả. Vì thế G7 đầu tư vào Trung Quốc. Các doanh nghiệp của người Trung Quốc, tư nhân và quốc doanh gắn chặt với FDI, tạo sức mạnh tổng hợp. Của ta cái sức mạnh nội lực, những nền công nghiệp nền tảng của một nền kinh tế quốc gia chưa phát triển đến cái độ. Cho nên hầu hết các doanh nghiệp FDI nước ngoài vẫn rời rạc, thiếu gắn bó với doanh nghiệp Việt Nam là vì chúng ta không có để mà hợp tác với họ. Đây là cái mặt yếu thứ nhất. Vì thế nghị quyết đại hội 13 của Đảng trang 223 có nói thế này này: ưu tiên tập trung phát triển những ngành công nghiệp cơ bản. Mãi đến năm 21 chúng ta mới nhận ra điều này. Trong khi Trung Quốc năm 1978 là nhận điều này rồi. Chậm trễ. Mặt yếu thứ hai là thị trường trong nước chưa phát triển. Chúng ta chủ yếu dựa vào thị trường ngoài nước. Mà khi thị trường ngoài nước biến động thì rõ ràng kinh tế khó khăn. Cái bài học của năm 23 vừa rồi là nó phơi bày ra toàn bộ. Khi cả thế giới ngấm đòn hậu quả COVID-19 chưa khắc phục được, cuộc xung đột Nga-Ukraine giáng đòn nữa, được cuộc chiến tranh Israel-Hamas mùng 7 tháng 10 năm ngoái giáng đòn nữa, nền kinh tế thế giới rơi tòm xuống cái trạng thái trì trệ. 8 tỷ người hành tinh này họ giảm chi tiêu, họ không mua hàng. Các doanh nghiệp Việt Nam không có đơn đặt hàng nữa. Cái nền kinh tế năm 23 vừa rồi nó phơi bày toàn bộ cái mặt yếu. Một cái nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu. Khi thị trường thế giới giảm xuống là nguy. Thì tôi cho để những vấn đề tôi nghĩ rằng là Đảng nhận được nhận thức ra, và trong cái hoạch định dự thảo cái văn kiện đại hội 14 này cũng đặt vấn đề này ra. Và chúng ta tiếp tục khắc phục chuyện này. Nếu chúng ta làm thành công chắc chắn thì tiếp tục phát triển được. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bình luận Quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các vị khách mời của chương trình đã nhận lời tham gia bình luận chia sẻ. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe kênh của chúng tôi để theo dõi những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.